Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa mọi người, là sắp tới người lao động trên phạm vi toàn quốc sẽ có hai cái dịp nghỉ lễ, đó là nghỉ lễ Tết Dương lịch và nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Thì vào thời điểm này thì nhiều người cũng đang quan tâm rằng là cái lịch nghỉ cụ thể của người lao động trên phạm vi toàn quốc sẽ được nhà nước áp dụng như thế nào, quyết định như thế nào. Thì tại cái video này tôi xin được cung cấp tới mọi người một cái thông tin đầy đủ về cái số ngày nghỉ của hai cái dịp lễ nêu trên. Cái thứ nhất ấy, là đối với cái dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021 thì theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực pháp luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì quy định dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch thì người lao động sẽ được nghỉ một ngày. Như vậy là năm nay ấy, là nghỉ dịp lễ Tết Dương lịch sẽ rơi vào thứ sáu mọi người nhé, sẽ rơi vào thứ sáu thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất ấy, là đối với cán bộ công chức viên chức người lao động mà làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp mà có chế độ nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật thì người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày từ ngày thứ sáu đến hết ngày chủ nhật, tức là từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 3 tháng 1. Còn đối với người lao động mà làm việc tại các cái doanh nghiệp mà không được nghỉ thứ bảy thì người lao động chỉ được nghỉ một ngày là vào ngày 1 tháng 1, tức là ngày thứ sáu, mọi người chú ý. Thưa mọi người, là đối với cái dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Tết âm lịch ấy, thì theo quy định tại khoản 1 điều 112 của Bộ luật Lao động năm tại khoản 3 điều 112 của luật lao động năm 2019 có hiệu lực pháp luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì quy định là người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương đối với Tết Nguyên đán là năm này, tức là quy định chung ấy, là người lao động trên phạm vi toàn quốc sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày nghỉ nguyên lương. Tuy nhiên thì ngày 26 tháng 11 năm 2020 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái công văn 9895. Thì cái công văn này là quy định rằng là đối với cái người lao động ấy mà đang đối với cán bộ công chức viên chức ấy và người lao động mà đang làm việc có cái chế độ làm việc nghỉ cả thứ bảy chủ nhật ấy thì sẽ được nghỉ tổng cộng là 7 ngày đấy, tính từ ngày 29 tháng chạp đến hết ngày 5 tháng giêng, để người lao động là có cái điều kiện được nghỉ ngơi liên tục 7 ngày. Còn đối với các cái cơ quan đơn vị mà không thực hiện nghỉ thứ bảy chủ nhật ấy thì sẽ căn cứ vào cái chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Thưa mọi người, là trên đây là các cái thông tin liên quan đến cái lịch nghỉ Tết Dương lịch và âm lịch 2021 đấy, của người lao động trên phạm vi toàn quốc để mọi người có thể tham khảo. Trong trường hợp mọi người cần tham vấn tư vấn thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hệ thống tổng đài 1900 6179 để được luật sư tư vấn cụ thể. Chúng tôi rất mong rằng là mọi người đang ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi kênh để qua đó vừa ủng hộ luật sư Thành Nguyễn và cũng được cập nhật các cái kiến thức pháp luật hàng ngày hết sức quan trọng và ý nghĩa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.